Cháu, lại đây. Cháu muốn ăn cái gì không? Không có tiền. Ngồi xuống đó đi, cô làm cho cháu gì đó ăn. Mà sao cô tốt với cháu vậy ạ? Không có đâu, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Để cô kể cháu nghe, có một người khác có một trái tim nhân ái còn hơn cô. Poi, dậy đi con. Có thể nếu cô ta có hay rầy la con cái, không bao giờ tự chăm sóc cho chính mình. Mẹ, con đi đây, bạn con đang đợi. Tại sao con tắt máy lúc mẹ gọi? Con về nhà ngay, con nghe không? Bấy giờ rồi, mẹ đã bảo con phải về. Thì giờ con đã về rồi đây, được chưa? Mẹ đã rất lo cho con. Con cần không gian riêng của con. Đây, cơm chiên với trứng cuộn, không hành của cháu này. Sao cô biết con thích ăn cái gì? Xin lỗi chị, chị có thấy con bé giống hình không ạ? Chưa thấy bao giờ. Nếu như chị có gặp mặt con bé, con bé không có tiền, chị hãy nấu cho nó cái gì đó để nó ăn nhé. Người đó đã nói cho cô biết cháu thích cái gì. Cô ấy rất tuyệt vọng và mong cháu về nhà. Con gái tôi sắp có bài kiểm tra, tôi phải nấu một bữa ăn thật tốt cho sức khỏe của cháu. Cháu có muốn gọi cho mẹ không?